Chào mừng các bạn đến với bản tin hàng ngày của SCN Capital. Hôm nay, ngày 23 tháng 1, 2022, có những nội dung chính như sau. Tổng thống El Salvador lại tiếp tục bắt đáy, mua thêm 410 Bitcoin. Trong thông báo mới đây trên Twitter, Tổng thống El Salvador thông báo nước này đã mua thêm 410 Bitcoin BTC với giá 15 triệu USD. Tổng thống đã nói trên Twitter rằng, một số người đang bán nó ở giá quá rẻ. Lượng Bitcoin vừa được mua nâng tổng số BTC của El Salvador tuyên bố nắm giữ lên đến 1.801 Bitcoin. Trước đó, quốc gia Trung Mỹ đã mua tổng cộng là 1.391 Bitcoin ở nhiều mốc giá khác nhau. Với tình hình thị trường ảm đạm hiện tại, khoản đầu tư trên đang lỗ nặng. Tổng thống Bukele là nhân vật nổi tiếng cho cộng đồng tiền mã hóa khi ông thường xuyên mua BTC khi thị trường giảm mạnh và từng hứa hẹn xây dựng một thành phố Bitcoin tại El Salvador. Ngân hàng Trung ương Nga đề xuất việc nghiêm khắc cấm thẳng tay tiền mã hóa. Ngân hàng Trung ương Nga đã đề xuất cấm sử dụng và khai thác tiền điện tử trên lãnh thổ Nga với lý do đe dọa với sự ổn định tài chính, phúc lợi của người dân và chủ quyền chính sách tiền tệ của nước này. Động thái này là động thái mới nhất trong cuộc đàn áp tiền điện tử toàn cầu khi các chính phủ từ châu Á đến Hoa Kỳ lo ngại rằng các loại tiền kỹ thuật số do tư nhân vận hành và có độ biến động cao có thể làm suy yếu quyền kiểm soát của họ đối với các hệ thống tài chính và tiền tệ. Lệnh cấm được đề xuất bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử. Sàn giao dịch tiền điện tử Binance nói với Reuters rằng họ sẽ cam kết làm việc với các nhà quản lý và hy vọng việc phát hành báo cáo sẽ tạo ra cuộc đối thoại với ngân hàng trung ương về việc bảo vệ lợi ích của người dùng tiền điện tử Nga. Hacker Multichain trả lại 322 ETH nhưng giữ lại tiền thưởng lỗi. Do lỗ hổng bảo mật trong 6 mã thông báo, người dùng Multichain đã mất hơn 3 triệu đô la trong tuần. Một hacker mũ trắng đã trả lại 322 ETH, nhưng hơn 527 ETH vẫn còn tồn động trong khai thác. Ngoài ra, hacker đã giữ 62 ETH, tương đương với 187.000 đô la, như một tiền thưởng lỗi khi phát hiện lỗ hổng lần này. Trong một tweet vào thứ Năm, người đồng sáng lập và giám đốc điều hành Multichain, Zhao Jun, thừa nhận rằng các hợp đồng cầu Multichain cần có chức năng tạm dừng để đối phó với các sự cố tương tự trong tương lai. Đến đây thì bản tin hàng ngày của SCN Capital xin được dừng tại đây. Mong rằng qua những bản tin hàng ngày sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho anh chị và các bạn. Chúc anh chị các bạn gặt hái được những thành công trong thị trường crypto. Xin chào và hẹn chị ở những bản tin tiếp theo.